Campuchia. Xin chào các bạn ạ. Hiện tại bây giờ thì mình đang ở vườn trồng những cái cây phong linh của vườn ươm công ty cây giống Phong Tre. Ở tại cái vườn này là trực thuộc vào vườn ươm chi nhánh sông Mây ấy các bạn ạ. Vườn này ở sát cái bờ rào của sông Mây, của sân gôn Trảng Bom Đồng Nai ấy các bạn. Và đây là một cây phong linh nở hoa vàng rực rỡ. Nhưng cái vườn này này, toàn bộ vườn ấy các bạn, nó đã bước vào gần cuối mùa của cây hoa phong linh rồi. Đa số các cây đều đã vào trái hết rồi đây các bạn này. Đây này, mình kéo một cái cây xuống trái đây cho các bạn xem đây. Đấy, đây là trái của cây phong linh này các bạn, nhìn trông giống như là trái đậu vậy ấy, các bạn ạ. Đấy, bên ngoài nó có một phủ một cái lớp lông. Cái lớp lông này màu hơi tím tím. Đấy, đây chúng ta ấn vào lông nó ịn ra tay ấy, các bạn thấy chưa. Tí nữa mình sẽ nói với các bạn một chút xíu về những cái lông này nha. Còn đây là hoa của cây phong linh này các bạn nhìn này. Đấy, đây là những bông hoa có hình chuông màu vàng chanh rất là rực rỡ đó các bạn ạ. Đấy, hoa mọc thành từng cụm như thế này đây. Và thân của cái cây phong linh ấy là thân gỗ các bạn. Đây này, thân gỗ cực kỳ là cứng chắc luôn. Trên thân thì có những cái đường nứt dọc các bạn. Còn lá, lá của cây phong linh đây, mà các bạn xem đây là lá của cây phong linh này. Lá này là lá kép lông chim các bạn nhé. Đấy, và xẻ thùy ra từ 5 cho tới 6 thùy như thế này đây. Và đường trên mặt lá chúng ta sờ vào cứ có ráp ráp ấy các bạn ạ. Đường sau thì các gân nổi lên rất là rõ ràng. Lá thì không phải là màu xanh mướt đâu, mà lá có màu xanh ngả sang hơi tím tím. Còn các cái đầu đọt non, mầm non của cây phong linh các bạn đều như là được phủ một lớp lông vậy các bạn ạ. Đấy, đều như phủ lớp lông đây này. Đấy, ngọn của nó đều như phủ một lớp lông màu đen. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau đi xem cái quả của cây phong linh trong bên trong đó, nó thế nào. Đấy, các bạn nhìn thấy những cái hạt của cây phong linh đấy ạ. Đấy, hạt của cây phong linh nó bay tơi tả luôn đấy các bạn. Đây, trên một quả của nó có. Đây, 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 quay đây này Trúc ơi. Đấy, trên một quả nó rất nhiều những cái hạt đây các bạn này. Đây, cả một dãy hạt này. Cái hạt nó ôm lấy cái ruột này như thế này nữa đây này. Và hạt thì mỏng như cái vảy ốc ấy các bạn ạ. Đấy, hạt của cây đấy, mỏng như vảy thế này nhưng mà về ươm lên là thành cây con phát triển khỏe mạnh các bạn nhá. Chứ không hề bị sao đâu. Quay sát lại đi. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Hạt mỏng dính và trên cái hạt này nó có cái cánh mỏng tang như thế này, khi mà rơi xuống một cái là ngay lập tức nó sẽ theo gió bay và phát tán đi được xa hơn. Đó, cây này cũng đang còn nhiều. Đấy, các bạn nhìn, đấy, hạt nó bay đấy. Vào đây này, đấy, trên cây đã có rất là nhiều quả chín đấy các bạn. Đấy, quả chín bây giờ chỉ cần chờ một cơn gió bung ra là hạt nó bay đi khắp mọi nơi các bạn. Chiếc chuông màu vàng rực rỡ như thế này đây. Và toàn bộ cây các bạn nhìn thấy là rực rỡ. Ở đây là chỉ có một cây nở bông mà thôi. Còn các cây khác là bởi vì thời gian vừa qua mình bận bịu quá các bạn, không có thời gian để mình quay cái vườn này đây. Cho nên là giờ sang ấy thì nó đã hết bông rồi. Và lưu ý nữa là cái cây phong linh này này, ở tại miền Nam Việt Nam ấy các bạn, nó chỉ ra bông từ 5 cho tới 7 ngày mà thôi. Đấy, cho nên mình nói các bạn là mình trồng cái cây phong linh này, cái vườn này nè, mình đã trồng 5 năm, hơn 5 năm rồi. Nhập cây giống từ Trung Quốc về các bạn. Trồng hơn 5 năm. Nhưng mà gọi là như sao nhỉ? Ở đây ấy, Trảng Bom ấy là mình là gần như là người đầu tiên mà mình trồng cái cây này. Nên bây giờ đã có những cái cây 10 phân này, 8 phân ở trong vườn rồi. Nhưng mà mình suốt cả thời gian đó mình rất là ít giới thiệu đến cây phong linh và cũng không làm cái video về cây phong linh các bạn, là mình không yêu nó. Nói đúng bán cây mà mình chưa yêu được nó đấy, chưa cảm được cái sự tuyệt vời của nó. Như mình vừa
vừa mới chia sẻ đấy, thì đây chỉ là cái suy nghĩ cá nhân của mình thôi, cái cảm xúc cá nhân của mình thôi các bạn ạ. Chứ còn thực ra thì cái vườn cây phong linh này của mình ấy, là mình đã trồng hơn 5 năm rồi. Mình đầu tư cây giống từ lúc cây giống còn rất là đắt tiền đấy các bạn ạ. Cho tới bây giờ thì cây giống nó đã có một năm ấy có thể xuất hàng vạn cây. Thậm chí các bạn muốn mua hàng trăm nghìn cây giống phong linh mình cũng có thể xuất cho các bạn được. Đấy, nguồn cây giống đã rất là nhiều và giống rất là rẻ. Nhưng nếu mà mình với cái ý mà tham cá nhân ấy, thì mình đã khen thật nhiều để mà bán được hết cái vườn cây này một cách rất là nhanh chóng các bạn ạ. Nhưng mà thì tùy theo cái sở thích cá nhân của mỗi người thôi các bạn. Và đứng trước cái vườn cây phong linh với cái công sức 5 năm của mình mà mình lại nói là mình chưa yêu em nó, thì quả thật là rất là khó đấy các bạn ạ. Tại vì trong mình ấy, nó có quá nhiều những cái loại cây mà màu sắc đẹp rực rỡ, cái này thì không thể so sánh đâu các bạn ạ. Mình còn thấy cũng cái hoa hình chuông mà màu vàng như thế này, thì còn có thêm hoa chuông vàng, hoa hoàng yến nữa, thời gian nở hoa của nó lâu hơn. Đấy, hàng năm thì cái vườn hoa phong linh này nó đã ra hoa cách đây hơn 3 năm rồi ấy các bạn. Đã có hoa rồi, chỉ cần cao trên 2 mét là phong linh đã có bông rồi. Nhưng mà mình thấy thời gian ra hoa nó ngắn thật sự với các bạn. Giới thiệu với các bạn về một cái loại cây mà mình khen cho nhiều, nhưng tới lúc cái kết quả của nó không được mỹ mãn như những lời khen thì mình cảm thấy hơi ngại khi bán hàng cho các bạn. Nên đây là video tâm sự thật lòng của mình về cái loài hoa phong linh này nha các bạn. Các bạn yêu thích thì các bạn cứ gọi điện cho mình 0909 364 007. Và đây là vườn cây phong linh của mình tại chi nhánh Sông Mây nha các bạn. Các bạn nhớ số điện thoại của mình nha. Nhắn lại cái cây phong linh này một lần nữa và các bạn cùng ngắm lại toàn bộ cái vườn phong linh hoặc những hình ảnh đẹp của phong linh mà mình đã sưu tầm được nha các bạn. Trên cành của nó có lông và lá của nó cũng có lông đó các bạn ạ. Đây là một trong những cái điểm trừ mà mình không yêu cây phong linh. Vậy các bạn yêu thích kênh của mình thì các bạn nhấn comment, các bạn đăng ký hoặc là các bạn bình luận ở dưới video cho mình nhé. Xin chào và tạm biệt các bạn. Bây giờ thì đang hơi ngứa đây vì những cái lông của cây phong linh rơi vào, cho nên mình không yêu các em nó. Tạm biệt các bạn nha.